Nhận định bóng đá MU với Newcastle lúc 2 giờ ngày 22 tháng 2 năm 2021, vòng 25 ngoại hạng Anh, Man United sẽ được chơi trên sân nhà để tiếp đón các vị khách Newcastle. Đây là cơ hội tuyệt vời để thầy trò Ole Gunnar thu hẹp khoảng cách với Man City. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Trong thời gian gần đây, đoàn quân của huấn luyện viên Ole Gunnar đang có được phong độ thi đấu khá ổn định khi mà Man United đang có được chuỗi thành tích bất bại sau 5 trận đấu gần nhất, trong đó có tới 3 chiến thắng. Tuy nhiên, phong độ tại ngoại hạng ANH của Man United trong những vòng đấu gần đây thì lại không có được sự ấn tượng khi mà thầy trò huấn luyện viên Ole Gunnar chỉ giành được 6 điểm sau 5 vòng đấu gần nhất. Được thi đấu trên sân nhà sẽ là một lợi thế đối với thầy trò huấn luyện viên Ole Gunnar khi mà Man United vẫn đang thi đấu ổn định trên sân nhà tại ngoại hạng ANH trong thời gian gần đây với 9 điểm có được sau 5 trận sân nhà gần nhất. Thêm vào đó, trong 5 lần gần nhất đón tiếp các vị khách Newcastle trên sân nhà Old Trafford, Man United cũng đang bất bại với 4 chiến thắng cùng 1 trận hòa. Trong khi đó, đoàn quân của huấn luyện viên Steve Bruce lại đang không có được phong độ thi đấu ổn định trong thời gian gần đây khi mà Newcastle đã để thua 3 trong 5 trận đấu gần nhất và họ chỉ giành được 2 chiến thắng trên sân khách tại ngoại hạng ANH. Thời gian gần đây, thầy trò huấn luyện viên Steve Bruce đang thi đấu khá thất vọng khi mà Newcastle chỉ giành được 3 điểm sau 5 chuyến làm khách gần nhất. Soi kèo tài xỉu. Trong những vòng đấu gần đây tại ngoại hạng ANH, hàng công của Man United đang không có được phong độ thi đấu thực sự ổn định sau khi ghi 9 bàn vào lưới Southampton. Các học trò của Gunner đã thi đấu không thực sự tốt, đặc biệt là các cầu thủ trên hàng công và chủ yếu phải chờ đợi vào sự tỏa sáng của các tiền vệ. Do đó, các chuyên gia dự đoán trận đấu này sẽ không có nhiều bàn thắng được ghi. Soi kèo hiệp 1. Với lợi thế sân nhà cùng với phong độ thi đấu khá ấn tượng trong thời gian gần đây, chắc chắn đoàn quân của huấn luyện viên Gunner sẽ chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Dưới sức ép của đội chủ nhà, các chuyên gia soi kèo dự đoán khả năng Man United sẽ có được bàn thắng trong hiệp 1 của trận đấu này.